Hả?
thấy âm dương là sao, cái này nó hai đùi luôn, hai dương luôn rồi nè, đúng không? Mấy cái dương ngoài trời này còn chưa hết, chưa thấy à? Nếu này dương nó chưa thành. Chưa? Tay đây nha. Đây không rồi, hai cái nó không rồi đó, cái kia chắc chứ đâu lại rồi, nó không rồi, cái này đúng rồi, không phải đâu, thì thay đi á, không có lời nữa, nó đã xì rồi, nó thổi cái bề mặt đó rồi, không được đâu, thay đi, không, ở dưới đây nó còn xay, nó bị xay rồi đây, không rồi, đi xay lấy xay, đi xay rồi, xay cái lại xay rồi, thì bỏ cái trên đấy trước đi, này lắp. Em nói phủ tháo đó thôi thì không được nữa. Nóng cái con bên đây á. Không được. Chị đưa lên đã. Kéo mấy hàng lên chưa? Phủ kéo mấy hàng lên chưa? Hàng ở trong cái góc bên trong. Bên bộ thay của bạn đó đi hàng không? Rồi. Rồi đủ lực là không xây. Bạn xem có đi xây không? Đủ rồi. Đủ rồi. Rồi cái nó xong rồi. Rồi. Thế là làm xong cái này thì mở cái đằng đấy tôi hết đường mới làm được cái đằng đây trên nhá. Bọn con nào quay không? Sắp này đi. Cái này là giờ đã bắt qua đấy. Lên 5k nha. À. Hiểu luôn. Hả? Hiểu luôn. Lo gắn vô cái cục chơi luôn cho. Rồi đó. Có thấy còn xây không? Con. Có xây chưa? Con. Nó là một cái điểm tì á. Yeah.
đây còn, đây còn. Đây. Đây nhỏ bên này nó còn, nó không lớn đâu. Nhỏ mà. Nó bên bên lắm lửa rồi. Bắt được rồi. Rồi, rồi, rồi. Ờ, thì nó 150 đây. Bên đó đây. Sáu trên mười lập. Sáu trên mười. Sáu đây nè. Sáu trên mười dưới hai. Mười mười sáu hai á. Đưa dặn ốc lại cái. Ốc vừa dặn vào tiếp. Rồi. Quá quá biết rồi. Sắm dây lập ơi. Chồng nữa. Chụp ngoài đi. Chụp ở đây nè. Đúng rồi. Mấy tháng quay đây đó để làm gì anh, cái cục anh làm bấm bấm á. Dạ, cái này hơi kiện thôi, kiện thôi. Cái con sinh lực đó anh. Dạ, điều khiển cái con sinh lực này thông qua cái áp lực dầu nữa ra đó. Nó làm cái tông, nó cấu cái tông lên cái tông này nó hoàn thành cái này. Lâu lâu mới bấm à. Dạ, mình muốn thực hiện cho nó xoay á, mình mới bấm. Nhưng mà khi mà nó đủ lực rồi nó không có xoay nữa. Còn tháng.